Cô chào bà con nha. Hello. Hello em yêu quanh gì à? Sẵn học tiếng Anh cô. Cô không biết học tiếng Anh. Mày muốn gửi sách. Rồi bây giờ sách nè, cái nhà đó mày gửi sách đó. Sắp tới rồi nha cả nhà ơi. Dài dê, dài hải. Dài dài dài, nãy giờ ngủ chưa? Nãy giờ không có ai hát, không có ai nói chuyện, hát ngủ chưa? Wake up, wake up. Wake up, wake up. Cả nhà ơi, sắp tới rồi. Sắp tới chỗ bán xoài rồi nha. Để ý nè, để bên tải với cô nè. Con ơi, con hy vọng là con luôn có bán được con. Tại vì con để đi bán xoài để nhập vô đó. Cô thì có thử nha. Cô chào bà con nha. Hello. Hello em yêu quanh gì à? Sẵn học tiếng Anh cô. Cô không biết học tiếng Anh. Mày muốn khách nước ngoài mua mốt con mango, có đó là mango shake. Mango shake. Rồi bây giờ shake nè, cái nhà đó mango shake đó. Một ngày là cô bán 2 kg rồi nè. Ghê không? Ngon, rất là ngon nha.
mấy đứa nó mua cái rồi nó làm y như con vậy đó. Ừ. Trong trường đứa nào cũng ra đi mua, đứa nào cũng ra đi mua. Là cô nổi tiếng luôn. Là cô giáo cũng phải chạy xuống đây mua luôn. Coi như là nguyên một cái phòng đó nó mua hết luôn. Nó kêu nguyên một cái hội trường xuống đây nó xài lét của cô luôn. Không mà thiệt, cô làm đúng không luôn. Ngon nè. Con ăn là con mê luôn á. Ngon lắm cả nhà nhìn nè đó. Xúc xắc con mê đi luôn á. Nhưng mà chỉ có 20 ngàn thôi nha, giá rất là phải chăng nha. Có 20 ngàn thôi. Chỉ có 20k thôi. Đây. Có 20k thôi mà rất là to, nhiều, ngon, hấp dẫn, mê ly. Ê, đúng không? Hôm nay đi sớm chứ không phải là hết rồi. Chỉ là cô chọn ơi, tôi chuẩn bị tôi về tôi đi chùa đó. Hay là y bại đúng không con? Đúng rồi. Nói đi khổng lồ nè cả nhà. Cuối cùng cũng mua được ha. Anh nói là cuối cùng cũng mua được. Ừ. Còn cái này kia nữa là mua 50 ngàn là có điện trước cô. Dạ. Rồi, dạ để cô ăn một miếng hả? Cô cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, cảm ơn cô. Thầy kia ăn gì tới nhà hết thải ly cả. Đây cả nhà. Ăn nha. Ngon luôn. Để con đưa đây bỏ thêm cho con. Cái này chắc gắt đi. Được không? Đúng rồi, cái muối này rất là ngon cô. Muối này giống có con thiệt á. Muối này rất ngon, rất là hạt luôn á. Hạt mấy đứa nó kêu nhà nó con gặp lại nha. Dạ bye cô. Bye bye cả nhà.